Thời gian này, Khánh Vân tuân thủ 7 ngày cách ly cuối cùng tại căn hộ giải thưởng Hoa hậu ở thành phố Hồ Chí Minh bố mẹ và anh chị của cô cũng dọn sang ở cùng sau 2 tháng xa cách vì Khánh Vân đi Mỹ thi Miss Universe 2020. Để tạo hoạt động cho cả nhà tránh nhàm chán, Khánh Vân vũ anh trai Tuấn Khải chụp ảnh. Cô tự trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục như đi sự kiện. Dưới ống kính của anh trai, Khánh Vân khoe vẻ đẹp cuốn hút. Nhiều bạn bè, khán giả khen tài nghệ chụp ảnh và gu thẩm mỹ của Tuấn Khải. Ở tuổi 26, nhan sắc của Khánh Vân được nhận xét chính mùi và rực dở. Mới đây, người đẹp cũng ghi tên vào top 21 Miss Universe nhờ thắng giải bình chọn. Đương kim hoa hậu phối túi ché nồ đồng điệu với bộ dâm xuôi ánh kim. Chi tiết cắt ao giúp cô kheo eo thon, phẳng ly. Suốt 3 tuần cách ly ở Hà Nội, Khánh Vân chăm chỉ tập gym mỗi ngày giúp giữ gìn vóc dáng được trở về Việt Nam và đoàn tụ gia đình với Khánh Vân là điều hạnh phúc to lớn. Kết thúc cách ly ở nhà, người đẹp mong muốn có thể tham gia phong trào đạp xe giữ dáng của nhiều sao Việt những ngày qua. Cô cũng hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát giúp cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng trở lại như trước đây. Sắp tới, cô đồng hành cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021 để tìm kiếm người kế nhiệm. Khánh Vân, giữa là con út trong một gia đình có hai anh em. Anh trai cô vừa kết hôn cuối năm 2020. Nói về ba, Khánh Vân tâm sự hai cha con có nhiều sở thích chung. Từng làm nhiều nghề khác nhau như họa sĩ, kiến trúc sư ở nên ba là người truyền cảm hứng, khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật ở Khánh Vân. Còn với mẹ, Hoa hậu hãnh diện về tài nấu ăn của đấng sinh thành. Ngày xưa, mẹ phụ trách đứng bếp cho một công ty lớn nên nấu được nhiều món ngon. Vì vậy, tôi quen ăn đồ do mẹ nấu, lại yên tâm về dinh dưỡng, cô tâm sự. Hành trình của Khánh Vân ở Miss Universe 2020. Anh Tuấn